Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thông qua công tác kiểm tra giám sát năm 2019, Ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh đã tham mưu cho các huyện ủy, thành ủy, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách với ba tổ chức đảng, ban thường vụ tỉnh ủy kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với một tổ chức đảng. Các cấp ủy xử lý kỷ luật đối với 175 đảng viên. Trong số này, các tổ chức đảng tiến hành khiển trách 150 đảng viên, cảnh cáo 25 đảng viên. Huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy và tương đương thi hành kỷ luật 3 đảng viên. Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 52 đảng viên. Tri bộ thi hành kỷ luật 119 đảng viên. Trong số đảng viên bị kỷ luật do so các cấp quản lý gồm cấp huyện và tương đương quản lý 3 đảng viên, cấp cơ sở quản lý 172 đảng viên. Có 14 đảng viên bị kỷ luật là cấp ủy viên các cấp. cấp. Nội dung vi phạm chủ yếu vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, buông lòng lãnh đạo, tài chính ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên khoáng sản. Qua việc thi hành kỷ luật cho thấy cấp ủy các cấp thực hiện đúng quy trình, đúng phương hướng, phương châm, do đó không có khiếu nại. Thời gian qua, huyện Simacai đã đẩy mạnh thực hiện phát triển chăn nuôi. Vì vậy, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện liên tục tăng mạnh qua các năm, góp phần thực hiện chuyển dịch trong nội ngành nông nghiệp. Hiện nay, trên 76% số hộ dân trên địa bàn huyện Simacai có chăn nuôi gia súc lớn như trâu, bò, ngựa. Tổng đàn gia súc lớn ở địa phương hiện nay là 22.620 con, tăng trên 9.600 con so với năm 2015. Để đàn gia súc phát triển mạnh như vậy, huyện đã chú trọng thực hiện tốt đề án phát triển chăn nuôi từ nghị quyết của tỉnh ủy hỗ trợ Simacai phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhằm đảm bảo nguồn thức ăn cho chăn nuôi, huyện Simacai đã chỉ đạo các địa phương khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp hiệu quả thấp sang trồng cỏ VA06 phục vụ chăn nuôi với diện tích 843 ha, kiên cố hóa chuồng trại đạt tỷ lệ cao với trên 80% số hộ chăn nuôi có chuồng trại kiên cố, đảm bảo vệ sinh môi trường. Những ngày này, người dân trồng chè ở xã Lùng Vai của huyện Mường Khương đang vào vụ thu hoạch chè xuân. Hiện tại, giá chè búp tươi vẫn giữ nguyên như mọi năm, giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định. Đây là vụ thu hái chè xuân được người trồng chè đặc biệt quan tâm, bởi chăm sóc ở giai đoạn này không chỉ giúp chè hấp thụ tốt nhất chất dinh dưỡng để phát triển cây cho năng suất cao, mà còn tạo thêm hương vị chè thơm ngon với diện tích gần 2 hecta chè tuyết san, gia đình bà Vương Thị Mai thôn trung tâm xã Lùng Vai đã tập trung nhân lực để thu hái chè. Nhờ thời tiết khá thuận lợi nên năng suất lứa chè đầu tiên này không bị giảm so với năm ngoái. Đây là lứa chè đầu đầu tiên đó chè xuân đầu tiên. Hôm nay mình đợi công, vâng đợi công về hái trồng ngô với trồng lúa là so với trẻ chè nó năng suất cao hơn. Một tháng được một lần thôi kiểu nó mình hái hái sạch ấy thì chúng chắc một, vụ này chắc được 2 tấn hết thôi. Chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, xã Lùng Vai đã có tổng diện tích chè trồng mới lên đến trên 150 hecta, nâng tổng diện tích chè toàn xã lên 840 hecta, sản lượng chè búp tươi đạt trên 8.400 tấn, giá trị đạt trên 46 tỷ đồng. Thì đến nay thì trên địa bàn xã Lùng Vai là có trên 900 ha chè, thì trong đó chè kinh doanh là có 791 ha. Thế từ khi phát động cái phong trào này thì bà con nhân dân rất tích cực hưởng ứng thì rất là phát triển cây chè rất là rộng mà mạnh cây chè thì đã đem lại thứ nhất là cái hiệu quả thu nhập cho bà con cũng như là tạo công an việc làm giúp cho bà con nông dân tức là có cái thu nhập ổn định đã, có nhiều hộ tức là đã thoát được nghèo vươn lên làm giàu đầu ra sản phẩm cây chè thuận lợi là nguồn động lực quan trọng để người dân lùng vai yên tâm tập trung đầu tư phát triển cây chè qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu theo nghị quyết đại hội Đảng Bộ Xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự kiện giờ trái đất năm 2020 sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường hoạt động truyền thông, vận động các cơ quan tổ chức, các trường học, doanh nghiệp, các hộ gia đình các khu dân cư tham gia tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2020 bằng hình thức tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong vòng 1 giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2020 tại các trung tâm, trụ sở, cơ quan, trường học, khu vực công cộng và hộ gia đình. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong thời gian diễn ra chiến dịch giờ trái đất năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí tăng cường các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, không tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi chưa công bố hết dịch. Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và các thiết bị điện trong cùng một giờ vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với các tác động của quá trình biến đổi khí hậu. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được thị xã Sapa chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống mặt trận tổ quốc và các đoàn thể triển khai rộng khắp, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Theo đó, số hộ gia đình, làng, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa trên địa bàn tăng. Năm 2019, trên 80% số hộ gia đình, 83% số thôn tổ dân phố, 95% cơ quan đơn vị trường học đạt danh hiệu văn hóa, vượt mục tiêu đề ra. Bên cạnh kết quả trên, một số vấn đề xã hội như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương cũng được huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, văn hóa công sở, đặc biệt là văn hóa kinh doanh cũng được triển khai sâu rộng. Đến nay các xã phường trên địa bàn đã xây dựng được 82 nhà văn hóa thôn tổ dân phố, 8 trung tâm văn hóa xã. Các địa phương quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa, di tích danh thắng, đồng thời phục dựng các lễ hội truyền thống, thu hút sự tham gia của người dân và du khách, góp phần tạo nên sự phong phú cho các sản phẩm du lịch. Việc xây dựng ký kết hương ước, quy ước thôn bản cũng được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng phong trào, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, gánh nặng chi phí cho mỗi gia đình khi có người đau ốm phải nhập viện là một nỗi lo lớn, đặc biệt là với các hộ không có điều kiện về kinh tế. Cũng chính bởi vậy mà chính sách trợ cấp bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước đang giúp cho các gia đình thuộc diện nghèo cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn có thêm niềm tin chủ động tiếp cận với các dịch vụ y tế mỗi khi có bệnh. 7 tháng trước, chị Hoàng Thị Nhung ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên trải qua ca phẫu thuật khi sinh con giờ đây lại cần sự can thiệp kịp thời về y tế bởi căn bệnh đau ruột thừa. Chưa nói đến những tổn hao sức khỏe do hai ca phẫu thuật khá gần nhau, mà việc lo tiền viện phí cũng sẽ hết sức khó khăn với gia đình nếu không được hỗ trợ từ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 7 tháng trước thì em một đẻ cũng không phải chi trả chi phí phẫu thuật bởi vì là có thẻ bảo hiểm y tế chi trả cho em nên là em không mất nên khoản phí nào. 7, được 7 tháng thì em lại bị ruột thừa nên là cũng phải mổ nhưng mà cũng không mất chi phí bởi vì cũng có thể bảo hiểm y tế. Gia đình em thuộc hộ nghèo nên là nếu không có thể thì cũng chi phí cũng hơi cao nên là cũng khó khăn. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai đã giám định và thực hiện chi trả từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế cho 1 triệu 115.418 lượt người khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế với tổng số tiền xấp xỉ 648 tỷ đồng. Trong đó có rất nhiều đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn. Trước đây chưa có thể bảo hiểm thì bác đi Hà Nội, không có tiền, cũng phải bán châu, đi gần tháng mới được về. Xong là lên đây thì các bác, các chú ở đây cũng bảo là tôi đã phép cao tiểu đường, thì cũng phải lên chứa, bị uh, u trên cổ nữa. À bây giờ có thể bảo hiểm được 3 4 năm nay rồi. cũng không mất tiền nữa. Tỉ tiền ăn tiền đi lại, tiền hộ nghèo thì tôi cũng được hỗ trợ một tí. Tại bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai, trung bình mỗi năm có khoảng 35 đến 40.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh, trong đó tỷ lệ bệnh nhân thuộc diện nghèo chiếm khoảng 50 đến 60%. Đa số các bệnh nhân đến đây khám và điều trị bệnh đều là những người cao tuổi, mắc các bệnh mãn tính, không lây nhiễm, cần sự can thiệp y tế lâu dài, liên tục. Thì những cái bệnh mãn tính lâu dài này nó dây biến nhiều cái biến chứng nặng nề, đặc biệt là những cái cơ quan đích như là tim, gan, phổi và những bệnh về não, về mắt và biến chứng bàn chân và có nặng có thể cắt cụt chi. Thế do vậy là cái điều trị, cái chi phí nó rất là cao. Thế nếu như người bệnh không có bảo hiểm y tế thì gần như là cái tuổi thọ sẽ không được kéo dài. Nếu như bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ được hỗ trợ chi trả. Bệnh nhân sẽ được tiếp cận nhiều các dịch vụ y tế hơn để chăm lo đến cái sức khỏe, nâng cao cái tuổi thọ của bản thân và cũng giảm chi phí gánh nặng cho gia đình cũng như là xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh được bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, các bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo còn được tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí trong những ngày đi điều trị bệnh tại các cơ sở y tế theo quy định. Chính vì ý nghĩa quan trọng của bảo hiểm y tế như vậy mà thay vì tin vào những hủ tục cúng bái mỗi khi ốm đau bệnh tật, giờ đây hầu hết các hộ gia đình ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số dù nghèo khó đến đâu cũng mạnh dạn và tự tin đến với các cơ sở y tế để được khám chữa bệnh. Tới đây thời lượng dành cho bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.